Chào mừng quý vị và anh chị đến với kênh Phương Hương của sống đảo Ship nhé. Đây là cái dịch vụ tàu hỏa đi xung quanh trung tâm thương mại lớn nhất Lalaka. Đấy, đây là dụ trẻ con. Nhìn rất là đẹp nhá. Người cô gái rất xinh tươi luôn này. Đấy. Dịch vụ này họ đi chung đi xung quanh siêu thị luôn nha các bác nhá. Trung tâm mua sắm luôn. Đấy. Dụ trẻ con rất là ác luôn. Đấy. Đi vào đây giải trí rất là hay. Thế cho nên là trẻ con đi vào đây là đến tối không muốn về các bạn. Và đây là những cái quán cà phê, dịch vụ cà phê ăn uống nhanh này. Ở bên trong trung tâm mua sắm luôn nhé. Rất là đẹp luôn. Đây là em sẽ quay lại cho quý vị quý anh chị xem được là cái cuộc sống ở đảo Ship vào ngày thứ bảy như thế nào. Và thứ bảy chủ nhật thì người dân ở bên này họ sẽ được nghỉ việc và họ sẽ đưa con cái, gia đình, đưa người yêu đi uống cà phê giải trí ở trong ấy trung tâm thương mại này. Ở đây có rất nhiều những cái hàng quán ăn nhanh rất là đẹp luôn quý vị ạ. Đây. Quán cà phê, quán đồ ăn nhanh, hamburger đủ, không thiếu thứ gì để phục vụ du khách ăn uống. Và có những cái chiếc xe để chở du khách đi dạo quanh khu du lịch này rất là hay. Chính vì vậy mà những cô bé đi vào đây chơi sẽ không bao giờ muốn về luôn các bạn. Suốt ngày đòi bố mẹ vào trong trung tâm mua sắm để chơi. Ở bên này có tất cả hết dịch vụ ngân hàng ở đây luôn. Ai hết tiền có thể ra đây rút tiền luôn tại chỗ. Đấy, rất là thuận tiện. Cái này thì không thiếu một cái thứ gì luôn các bác ạ. Đây, hôm nay em sẽ review vòng quanh cái trung tâm mua sắm cho các bác xem. Cái trung tâm mua sắm này là khá là dài. Cho nên là họ mới làm cái chiếc tàu hỏa kia để đưa khách đi vòng quanh. Và đặc biệt một điều nữa em xin giới thiệu đến quý vị quý anh chị là quý vị quý anh chị nào mà muốn tư vấn đầu tư bất động sản định cư đảo Ship thì cứ inbox trực tiếp cho em sẽ tư vấn nhiệt tình và miễn phí luôn quý vị nhé. Nên là quý vị không phải lo. Ở trong này có rất nhiều dịch vụ luôn. Đây là những cái đồ ăn vặt đây quý vị. Đây. Ốc chó, quả hạnh nhân này, lạc, vừng, đỗ, hạt, rẻ cười rất là nhiều luôn quý vị ạ. Ở đây họ bán những cái đồ ăn vặt rất là ngon luôn quý vị nhé. Đấy. Nhiều luôn. Và tiếp theo ở đây. Tiếp theo ở đây là những ui ở đây có trái tim của ngày Valentine 14 tháng 2 rất là đẹp luôn. Đây là khu vui chơi đây. Khu vui chơi của trẻ em. Đấy. Trẻ em người lớn vào đây có thể vui chơi thoải mái luôn này. Rất nhiều chỗ để chơi nhé. Đấy. Nên là vào đây sẽ không bao giờ bị nhàm chán đâu. Mà vào đây là chỉ có quên lối về thôi quý vị ạ. Quán điện tử. Bác nào mà có người yêu dẫn vào đây chơi. Đây có những cái quầy phục vụ rất là đông luôn. Đấy, McDonald's này. Họ đứng xếp hàng luôn quý vị này, để đợi đồ ăn đây. Đấy, xem. Thứ bảy vào đây thì hết buồn luôn các bác ạ.
nó vào đây để đến tối không muốn về đâu. Đây là tất cả những cái đồ ăn nhanh. McDonald's, KFC. Đây, order luôn. Rất là đông luôn này các bác này. Đúng nhiều. Đây là cứ vào trung tâm mua sắm thì cả ngày chắc vẫn không muốn ra đâu. Bây giờ em vào thì trời đang mưa, chắc là em cũng phải order số đồ ăn nhanh để ăn tại đây. Rất đông luôn các bác ạ. Ở trong trung tâm này nó sẽ đắt hơn so với ở bên ngoài nhé các bác nhé. Ôi dồi ôi, mưa rồi. Đây em đi một vòng các bác xem. Đó, đây là một trong những cái trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố La Lanka và cũng gọi là lớn nhất, dài nhất đảo Sip nha các bác nha. Vào đây thì các bác có thể tận hưởng ăn uống vui chơi cùng gia đình. Đây là những cái giá, bảng giá này. Hamburger ở đây là khoảng 200.000 một cái hamburger ấy. Rẻ hơn ở Việt Nam. Ở Việt Nam đắt mà ăn cũng chẳng ngon. Quá là đông luôn. Vì ở trong này họ đồ ăn đắt hơn so với lại những cái nhà hàng ở bên ngoài. Đây, cái nhà hàng này khá là đẹp này quý vị. Review cho các bác xem. Đẹp quá luôn rồi. Đây em review qua khu trung tâm mua sắm và khu ăn uống cho quý vị đến chị xem, để biết được cái nhịp sống và cuộc sống của người dân bên đảo Sip nha. Quý vị quý anh chị là muốn em tư vấn hoặc muốn tìm hiểu về đảo Sip, cuộc sống đảo Sip thì cứ inbox cho em. Em sẽ tư vấn nhiệt tình luôn. Video của em cũng khá là dài rồi, em xin phép được dừng tại đây nha. Bye bye, hẹn gặp lại quý vị quý anh chị ạ.